Từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3 sẽ diễn ra giải Việt giã truyền thống báo Lào Cai năm 2024 nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh, đất nước trong năm 2024. Đối tượng tham gia giải là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, công tác tại tỉnh Lào Cai, có đủ sức khỏe. Mỗi vận động viên chỉ được quyền thi đấu cho một đơn vị trong suốt quá trình tổ chức giải. Các vận động viên sẽ tham gia thi đấu nội dung cá nhân, đồng đội và toàn đoàn với các cự ly nam chính 8 km, nữ chính 5 km, nam trẻ 6 km, nữ trẻ 3 km. Địa điểm thi đấu dự kiến trên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Lào Cai.